Chào các bạn, hôm nay mình sẽ lại tiếp tục làm một bài chung uh, Nốt bài hôm nay thì mình lại quay trở lại một số bài ngắn Để uh, đi vào cụ thể từng cái dạng bài Sau đó là mình lại quay trở lại cái bài chung hoặc là bài dài uh, Trong những cái tuần tiếp theo nhé Chúng mình đã được uh, làm và dịch trước ở nhà rồi uh, Bây giờ mình sẽ đến và phân tích đáp án nhé Can <laughs> ơn các bạn đã theo người ta nói rằng hoặc là nghe nói rằng là là gì ạ? Là cái wakamono đúng không? Là những cái người trẻ uh, những cái bạn trẻ mà đang hoạt động chính trị cho dù là uh, gián tiếp đi chăng nữa thì đang tăng lên. Kadewaa don na doki de sejikatsu do kide seji hajimeta no ka. Uh, và daroka ka đây là đang là một cái câu hỏi như kiểu tu từ đấy đúng không là karedao á là họ đã bắt đầu đúng không họ phải chăng là họ đã bắt đầu cái hoạt động chính trị này với một cái động cơ như thế nào đọc một cái bài đọc nào đấy hoặc bất kể đọc một cái tài liệu nào mà tác giả đang đưa ra một cái câu hỏi như kiểu tu từ như thế thì trong cái bài này người ta đang hỏi là người trẻ đang bắt đầu hoạt động chính trị bằng cái động cơ gì thì tất cả cái nội dung ở phía sau ấy nó sẽ đều trả lời cho cái câu hỏi này hết. Và khi mà mình biết rằng có cái câu hỏi tu tứ như vậy, mình đi tìm cái câu trả lời cho nó thì nó chính là phù hợp với cái câu hỏi là điều tác giả đang muốn nói đến nhất trong cái đoạn văn này là gì hoặc là cái điều mà phù hợp nhất với đoạn văn này là gì thì nó sẽ là đi trả lời và phục vụ cho cái câu hỏi này. Thì cái dạng bài đi tìm cái câu uh, trả lời bằng cái cách là tìm thông qua các cái câu hỏi từ từ này mình sẽ phân tích lại ở trong các cái bài ngắn tiếp theo nhưng mà hôm nay mình sẽ hình dung ra được như vậy để mà bản thân mình khi mà đọc thì mình sẽ hướng tới cái câu hỏi này để mà đi tìm cái câu trả lời cho nó nhé và bây giờ mình sẽ cùng thử đi uh, đọc tiếp để xem tác giả trả lời như thế nào cho cái câu hỏi này là người trẻ đã bắt đầu các cái hoạt động chính trị với các cái động cơ như thế nào. Tazunete miruto hoka no hito to kakawari o kara yu ga kuru khi mà thử hỏi ta dư là khi mà thử hỏi à, hỏi ai thì chắc là hỏi wakamono rồi thì là thường hay nhận được cái câu trả lời là à, bởi vì rằng là tôi muốn à, liên quan hoặc là làm các cái hoạt động hoặc là à, tham gia rồi có cái mối quan hệ với lại những cái người khác. Hitotono uh, kakawari o motomete seiji katsudō o suru no ka to essun odoroita ta ga kangaete mireba odoroku koto de wa nasasō da. Isun Odoroi tạ gà là ngắt ở câu ở đây mặc dù là tôi đã rất là ngạc nhiên trong tích tắc đúng không có là trong cái giây phút đấy thì tôi đã rất là ngạc nhiên giây phút nào thì mình liên kết với cái câu đằng trước là khi mà nhận được cái câu trả lời là vì mình muốn có cái mối quan hệ với những người khác nên là tham gia các cái hoạt động chính trị đúng không thì tôi đã có gọi là trong tích tắc là tôi đã rất là ngạc nhiên rằng là uh, hóa ra là nô no cả phải chăng là hóa ra là uh, mọi người lại đang yêu cầu cái mối quan hệ với người khác nên là đang hoạt động chính trị vì là yêu cầu cái mối quan hệ với người khác à đúng không? Isun Odoroi tạ gà là mặc dù tôi đã rất là ngạc nhiên à, và cái thời điểm đó và cái thời khắc đó khi mà nhận cái câu trả lời đó nhưng mà khi thử suy nghĩ lại thì à, đó không phải là một cái điều gì đáng ngạc nhiên mình sẽ thấy là Odoro <laughs> tô đế Nasa nasaso thì Deoạn Nai đúng không? Bình thường cái câu này sẽ là Deoạn Nai chuyển nó thành là so là có vẻ như là không phải là cái gì đó thì đế hoạ nasa so. Vậy là koto ở đây là danh từ hóa cho cái từ odoroku ở đây. Thì là mình sẽ hiểu là đây là một cái việc đúng không? Đây là một cái thứ mà có vẻ đây không phải là một cái thứ mà gọi là ngạc nhiên gì cả Chiki <laughs> kyou do tai no chikara ga chiyo kata shidai wa chiki no hito to no kakawari o kyou se sare men ga ari jibun kara hito to kakawari o moto とすることはあまりなかったしかし今は違う Jidai hóa ở đây là vào cái thời đại Mà cái Chikara là cái sức mạnh uh, Tập thể địa phương uh, Rất là hùng hậu, rất là hùng mạnh ấy Thì vào cái thời đại đấy thì Mengahari là cũng có những cái khía cạnh này uh, Vào cái thời đại đấy thì Cũng có cái uh, Mặt đó là Cái mối quan hệ với Mọi người trong địa phương ấy Thì là uh, bị cưỡng chế đúng không Cái từ Saredu ở đây là bị động này Là cái thời đại đó Người ta sẽ cưỡng chế đúng không Cưỡng chế cái mối quan hệ với lại Mọi người uh, Trong địa phương vì là cái sức mạnh Tập thể nó rất là lớn mà Nên là sẽ mọi người sẽ phải Có cái mối quan hệ rồi giao lưu Cũng như là hợp tác với lại Mọi người xung quanh uh, vì là Cái sức mạnh tập thể của nó đang rất là lớn uh, Và vậy vậy cho nên là Làm sao? Amadina Kata là Hầu như không có cái chuyện là mọi người Cố gắng này hoặc là mọi người muốn này Muốn là có một cái mối quan hệ với con người mà từ xuất phát từ chính bản thân mình đúng không? Có là từ chính bản thân mình thì hầu như không có cái mong muốn là có cái mối quan hệ với người khác, nhưng mà bây giờ thì lại thì lại hoàn toàn trái ngược, thì hoàn toàn trái ngược thì là hoàn toàn trái ngược với cái ý ở trên này nên là mình sẽ có thể làm được ngay cái câu số 1 ở đây là à, bây giờ à, khác thì là khác ở cái gì đúng không khác đó là à, ngày xưa đúng không ngày xưa thì là à, mọi người đi hoạt động chính trị vì mong muốn có mối quan hệ với mọi người xung quanh trong địa phương à, à, vì là cái sức mạnh tập thể nó rất là mạnh đúng không nên là nên là đáp án của mình nó là cái số 2 này này là bây giờ thì uh, cái mối quan hệ với lại mọi người xung quanh hoặc là người khác ấy thì không có bị cưỡng chế nữa chính vì vậy cho nên là mọi người không mọi người không tự mình mong muốn hoặc là yêu cầu cái mối quan hệ với lại người khác còn ngày xưa thì khác đúng không? Ngày xưa thì là phải jibun kara hito to kakawari moto to suru koto amari nakatta. Thì bây ngày xưa là amari nakatta, còn bây giờ thì là yo ni Nên đáp án của mình là hai thôi. Còn các câu còn lại mình loại như thế nào nào? Izen wa wakamono no kotae o kite odoroita ga ima de wa sono riyu ga wakatteru ru no de odorokanai. Cái no sono riyu ga wakatte ru no là vì tôi đã hiểu được cái cái lý do này là người ta không có nói tới này vì tôi hiểu được lý do nên tôi không uh, nên 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 là tôi không còn cảm thấy bất ngờ nữa nhưng mà trong câu này nó chỉ là gì khi mà tôi thử suy nghĩ lại thì tôi thấy không còn không còn bất ngờ nữa thôi chứ không phải là tôi hiểu lý do mà tôi không mà tôi không bất ngờ câu ba là đúng không mà thì bị sai hoàn toàn rồi Thứ nhất là ngày xưa và cái thời đại ngày xưa thì cái mối quan hệ với mọi người xung quanh là bị kiêu xê Bị cưỡng chế Và mình cần phải quan hệ với lại mọi người xung quanh vì là cái sức mạnh tập thể rất lớn Nên là cái câu này bị sai, bị ngược là ngày xưa không cần phải liên quan tới mọi người trong khu xóm hoặc là trong địa phương thì là sai bởi vì là bây giờ sẽ cần phải có mối quan hệ với lại mọi người khác nên là sẽ dễ dàng hoạt động chính trị hơn thì cái đoạn mà dễ dàng hoạt động chính trị hơn này là bị sai này không hề nhắc tới ở trong bài nên là đoán của mình nó không phải là bốn nó chỉ còn là hai thôi Mata Shumiya Volantia Kachiro no Encho de Seiji ni deatta Tui Hanashi mo kiku Thì cũng có, tôi cũng có nghe thấy những cái câu chuyện đúng không? Cũng nghe thấy những cái câu chuyện như là Shumiya Volantia Kachiro no Encho de Seiji ni deatta Là bắt gặp, họ bắt gặp chính trị hoặc là tôi gọi là đến tham gia gọi là gia nhập chính trị hoặc là tham gia vào chính trị hoặc là bắt gặp à, chính trị đúng không có cơ duyên để làm chính trị ấy, là vì cái sự kéo dài đúng không cacido no entro đây là sự kéo dài hay là sự mở rộng mình sẽ dịch cái từ entro này ngoài cái nghĩa là kéo dài về mặt thời gian ấy, thì nó còn có nghĩa là mở rộng về mặt à, phạm vi ấy. thì là trong cái quá trình mở rộng cái phạm vi hoạt động borantia cũng như là mở rộng cái phạm vi sở thích của mình

trong cái quá trình hoạt động borantia hoặc là hoạt động các cái sa cơ rượu là à, hoạt động tập thể đấy à, tách rời khỏi cái công việc thường ngày ấy, thì trong cái quá trình hoạt động các cái công việc như vậy thì là mọi người sẽ di là bắt gặp hoặc là tham gia uh, bắt gặp chính trị này ấy, trong cái quá trình hoạt động đó và nó là một cái nagare nó là một cái uh, flow hay là một cái quá trình uh, diễn ra rất là tự nhiên và họ đã tham gia vào các cái hoạt động đó đúng không? Vậy cái sono katsudo ở đây nó là cái gì thì đầu tiên là cái sono katsudo ni hai tạo Sono uh, cả Thì khi mà cái câu gạch chân này của mình nó có các cái đại từ chỉ thị như là kono này, sono này, đúng không? Rồi kore gì đó thì mình sẽ phải đi tìm cái sono ở đây nó là cái gì? Thì nó chính là cái ý nghĩa của cái câu gạch chân đấy. Vậy tham gia vào các cái hoạt động đó là các cái hoạt động gì? Với các cái đại từ chỉ thị thì thông thường nó sẽ đi với cái ý nối liền với cái ý ở đằng trước thôi. Thì cái katsudo đấy nó là các cái katsudo về Seiji này thôi, là các cái hoạt động về chính trị thôi. Nên là đáp án của mình nó chính là Seiji tekina katsudo hajimeta. Cái này thì chắc là dễ rồi. Bây giờ mình đọc tiếp để làm cái câu cuối. Izo wa shigoto igai no ikigai o motomete seiji ni Me o muketa, le to đà daro. Iso quá thì là những cái nội dung được ghi ở trên này đúng không? Cái nội dung ở trên ở đây có thể nói đó chính là một cái ví dụ mà uh, mọi người mê ố muketa là mọi người chú ý tới hoặc là hướng tới các cái hoạt động chính trị khi mà yêu cầu cái ikigai, uh, cái lẽ sống hay là cái uh, mục đích sống nằm ngoài cái công việc của mình. Ipo -so -si -no. -e ở đây mình sẽ hiểu là ngược lại với tất cả hai cái ý ở trên thì ngược lại có những cái trường hợp mà mọi người sẽ nói rằng là thì cái tối ưu ở đây mình sẽ thấy là ai tối ưu thì vẫn là wakamono từ đầu đoạn đến bây giờ nhé là mình sẽ nhìn cái mạch của cái bài văn này là gì là Tazunete mi là khi mà hỏi những cái wakamono ấy Thì có những cái người trả lời là cái câu này Có người trả lời là cái câu này Và có người kê sự là cũng có những cái người Có những cái trường hợp là trả lời cái câu này Là họ chọn cái nơi hoạt động chính trị Với cái tư cách là một cái nơi làm việc Hoặc là một cái địa chỉ làm việc Seji ka no ko Sono hisho ga kayo hito số no in nado độ, sono shiwi ni wa, no cái chỗ đây là thư ký này, thư ký um, công khai hay là thư ký chính thức của các cái nhà chính trị gia này, rồi những cái người mà tuyển dụng thư ký đó này, à, hoặc là những cái người mà làm ở phòng hành chính này, na độ này, sono ni quá, sono ở đây là xung quanh những cái đó, vậy xung quanh những cái đó là những cái gì hả à các bạn? Cái câu này nhá, IPO ở đây là người ta nói là chọn cái nơi làm việc chính trị để mà làm giống như là một công việc, đúng không? Thì là kệ mình sẽ dịch từ cuối lên đến cái câu tiếp theo và nối với cái câu đầu tiên là có những cái công việc có những cái chức vụ có khá là nhiều canary ở đây là có khá là nhiều các cái chức vụ uh, ở xung quanh các cái xung quanh các cái này thì xung quanh các cái cajinoba này này Đấy, thì nó sẽ nhắc lại cái đại từ chỉ thị thay thế cho cái danh từ ở đằng trước thôi là ni hóa cộng với A-Rự này ở xung quanh các cái nơi làm việc và, uh, hoặc là các cái cG no ba ấy, Là các cái nơi làm việc về chính trị ấy. Nó có khá là nhiều các cái công việc Cái sốc cự đây là có khá là nhiều các cái công việc Ví dụ như là Ví dụ như là uh, Thư ký đấy, rồi người tuyển dụng thư ký đấy Rồi những cái người mà làm văn phòng Seiji ka Ninki ga owari tsugi no Senkyou ni ochireba Shoku o Ushinau koto ni naru ga Ninki ante shiteru mình sẽ thấy gà đây là mình sẽ ngắt một câu này là mặc dù là uh, cô tôn hí na đự là sẽ trở nên trở thành như thế nào đấy có là sẽ bị đúng không sẽ bị mất việc đúng không mất việc nếu như mà ô chí đự là rơi rớt rớt trong cái sen kêu là trong cái kỳ tuyển bầu cử tiếp theo khi mà kết thúc cái nhiệm kỳ của chính trị gia khi mà cái nhiệm kỳ của chính trị gia kết thúc và cái uh, uh, trong cái kỳ bầu cử tiếp theo thì uh, cái nhà chính trị gia đấy mà bị ô chi đúng không là mà bị bị rớt đấy, không 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 trúng trong cái kỳ tuyển dụng tiếp theo ấy thì là cái công việc của họ sẽ bị mất đi. Thế nhưng mà trong cái thời gian nhiệm kỳ thì hoàn toàn ổn định thì đang rất là ổn định. Cái công việc đấy đang đang ổn định. Tokuni sangi no kino ninki wa rokunen だから、その日、も6年は仕事があるわけで一般的なアル、ワケデ、イパンテキナ、アルバイト、ナいト、クラベレバ、ハルカニ、いイ、コースター、センタクワ、チョーキテキナ、ジュいソクサキオ、ミいケル、コトガ、コナナ、ナシダイオ、ハンエステル、ト、イエル、ダロ。La、ダッグビッド、キャ h プキー、ニンキー、コア、ニンキ h グ n g ィン、ア、ハイヴィン、năm chính vì vậy cho nên là những cái công cái hiso, đây là cái công việc thư ký ấy thì cũng có nghĩa là qua kê ở đây là cũng có nghĩa là cái công việc thư ký đấy là cái công việc mà 6 năm có là 6 năm là sẽ có việc chính vì vậy cho nên mà cứ ra bê để bà nếu như mà so với này so với các cái công việc Arubaito thông thường khác Chẳng hạn Na Độ đây là ví dụ như là so với cái công việc Arubaito thông thường khác thì nó ni Yoi thì nó rất rất là tốt. ý đi với tính từ ở đằng sau là miêu tả cái level hay là cái mức độ của mình nó gấp nhiều lần là nó khá là tốt đúng không? À, so với các cái công việc đấy thì cái công việc mà Hisho, cái công việc thư ký này rất là tốt này đã cái sự lựa chọn như vậy đúng không cái sự lựa chọn như vậy là cái sự lựa chọn mà chọn các cái c uh, với cái tư cách là một cái nơi làm việc ấy thì là tố ier được đào đồ có thể nói rằng là được là cái sự lựa chọn đấy nó đang đang phản ánh cái thời đại mà rất là khó khăn cô nan đây là vất vả khó khăn khó khăn trong cái việc là tìm kiếm một cái nơi làm việc lâu dài vậy cái điều tác giả muốn nói đến nhất ở đây là gì? Wakamono no seiji teki na katsudo wa tan naru shiumi no encho ni suginai to kangaeru koto ga dekiru Là các cái hoạt động chính trị của người trẻ Thì có thể suy nghĩ rằng là tố kangaeru Đây là suy nghĩ rằng là Thì chúng ta có thể suy nghĩ rằng là các cái hoạt động À, chính trị của người trẻ đấy ní sư này đây là chỉ là cái việc mở rộng của thói của sở thích mà thôi đúng không tan naự đây là đơn thuần chỉ là tan naự thì nó sẽ đi với ní sư nai là một cụm luôn thường hay đi với nhau gọi là đơn thuần nó chỉ là tan naự ní sư này đơn thuần nó chỉ là sự mở rộng của thói của của siêu mi thôi đúng không thì cái này nó đang bị thiếu tại vì trong cái bài này nó có tận ba câu trả lời cơ mà một là người ta muốn có mối quan hệ với người khác hai là người ta mở rộng các cái hoạt động siêu mi và borantia rồi thứ ba là chọn cái nơi làm việc giống như là nơi làm việc nên là cái điều tác giả muốn nói đến nhất nó phải có thế nào đấy nó phải có ba cái ý đấy đúng không và cái ý nào nó là cái ý quan trọng chẳng hạn thì là mình phải mình phải nắm được thêm vào nữa là cái siêu mi này thì nó chỉ là cái ví dụ trong cái một trong hai cái ví dụ là một là siêu mi hai là borantia kachudo thôi nên là cái câu này mà người ta đang nói là cái hoạt động chính trị của người trẻ nó chỉ là uh, cái việc mở rộng của siêu mi ấy thì Thế thì nó đang bị thiếu đúng không? Nó chỉ là da yeah này thôi Thế Borantia đâu? Nó cũng là cái hoạt động mở rộng của Borantia nữa cơ mà Thì không có nhắc tới ở đây Nên chắc chắn nó không phải là cái điều tác giả muốn nói nhất rồi Nó không phù hợp với cái nội dung nhất rồi Nên là nó chỉ là một cái ví dụ nhỏ trong cái phần này thôi Nên câu một sai lè 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 rồi đúng không? Câu hai là Borantia Kachido ni <laughs> hito tono no kakawari o motome nara Seiji kachido de jiko jichiken shita thì nếu như mà motome đự là yêu cầu đúng không? À, mong muốn cái mối quan hệ với người khác trong các cái hoạt động Borantia thì nên thực tự mình thực hiện các cái hoạt động chính trị thì cái này sai hoàn toàn rồi không hề nói tới Cezini ante shite Antesteru Kara me Meo Mukeru Bikida bởi vì rằng là các cái công việc mà liên quan tới chính trị thì nó đang là ổn định nên là những cái người trẻ thì là nên dành để ý tới các cái hoạt động chính trị hơn nữa thì cái đoạn mà Ante nhá thì an tê ở đây nó chỉ là an tê trong vòng 6 năm thôi trong cái nhiệm kỳ đấy thì nó là an tê thôi chứ không phải là uh, nó 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 đang các cái công việc liên quan đến chính trị thì nó sẽ ổn định mà nó chỉ ổn định trong vòng 6 năm thôi à, nên là cái câu này bị sai. Câu 4 là wakamono ga seji hai ru no wa ikigai ya shū shoku saki o motomete kara là cái lý do nô hóa thì đằng sau nó là cái gì thì cái nô hóa nó là cái đấy đằng sau là cái cà rà nên sẽ dịch là lý do mà những cái người trẻ tham gia vào các cái hoạt động chính trị là bởi vì họ đang mô tô là họ đang mong muốn họ đang yêu cầu cái nơi làm việc hoặc là đang mong muốn cái cách đang tìm hiểu hoặc là đi tìm cái lẽ sống hoặc là cái cách sống đúng không thì nó chính là cái điều người ta đang muốn nói ở đây cái bài này là cái chủ đề chính của mình là có những cái người trẻ tham gia vào hoạt động chính trị đang tăng lên. À, thì khi mà hỏi thì có ba cái câu trả lời giống như là mình vừa phân tích nên là trong cái đáp án của mình nó cũng phải có uh, những cái câu ý của các cái câu trả lời đó. Thêm vào đó thì là có cái từ ISO hóa ở đây này. ISO hóa là hai cái nội dung mà được nêu ra ở trên là hai cái câu trả lời là muốn có mối quan hệ với người khác và muốn mở rộng các cái hoạt động volunteer này này thì hai cái hai cái mối thì hai cái uh, dạng câu trả lời này ấy, thì nó đều là các cái ví dụ mà dành cho những cái người mà tham gia chính trị với mong muốn tìm cái ikigai của mình ngoài công việc còn cái thứ ba ở đây thì là tham gia chính trị với cái mục đích là công việc đúng không nên là nó chỉ có hai cái ý uh, đấy thôi nên là ở đây nó chính là đang yêu cầu một là ikigai là với hai cái câu trả lời bên trên này này là đang đi tìm ikigai ngoài công việc hai là đang đi tìm đang yêu cầu cái nơi để làm việc giống như là làm trong văn phòng rồi làm thư ký nên là đáp án số 4 này là cái đáp án định chính xác nhất và đó là cái bài ngày hôm nay hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé